Đời trước, Lâm Uyển Nhi xuất giá cùng lúc với Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ nhẹ nhàng như cúc, ngây thơ, tốt bụng còn hay cười. Gả cho Lương Vương điên khùng, tỷ ấy bị hắn ép trở thành huyết nô của Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lương Vương. Cuối cùng trúng độc mà chết, còn một kẻ ác độc như nàng lại bị thủ phụ đại nhân tốt bụng trả về nhà mẹ đẻ. Tôi mất vì bệnh trong viện nhỏ cũ nát, mở mắt lại lần nữa, họ trở lại cái hôm chọn hôn thư. Cả hai nhìn hôn thư trong tay mình, đổi, họ nhìn nhau mỉm cười. Lâm Uyển Nhi không chút do dự cầm hôn thư của Lương Vương Phạm Nhàn. Không nghe theo sự sắp xếp của mẹ, con muốn gả cho Lương Vương. Lâm Uyển Nhi, phủ Lương Vương phức tạp, tính con lại mạnh mẽ, gả qua đó sẽ phải chịu khổ. Mẹ không đành lòng khuyên nàng, tỷ tỷ Lâm Đoá Nhi lại chẳng bật lại lấy một câu. Rõ ràng vừa nghe đến cái tên Phạm Nhàn, tỷ ấy đã run rẩy. Tỷ tỷ cũng không mong nàng phải chịu khổ giống mẹ, cứ để ta gả cho Lương Vương đi, còn tỷ gả cho thủ phụ đại nhân Ngôn Băng Vân, ta yêu thầm Lương Vương bao năm, mẹ và tỷ đừng ngăn cản nhân duyên của ta. Nàng siết chặt hôn thư rồi bật cười, tên điên đó mới xứng với kẻ xấu xa từ trong trứng như nàng nhất. Kiếp trước, một người dịu dàng, hiền lành như tỷ tỷ Lâm Đoá Nhi gả cho tên điên Lương Vương. Lương Vương không thích tỷ tỷ nên đối xử tệ bạc với tỷ ấy. Ngay cả mẹ chồng cũng khắt khe với tỷ ấy, thậm chí đến đứa con riêng cũng tùy tiện đánh mắng, nhục mạ Lâm Đoá Nhi. Cả gia đình chẳng có ai coi tỷ ấy là người cả. Đến mức Lương Vương bắt Lâm Đoá Nhi làm huyết nô cho ánh trăng sáng của hắn. Sở dĩ gọi là huyết nô, là lấy máu nuôi thuốc rồi cứu người, về sau Lâm Đoá Nhi vì trúng độc mà không thể cứu chữa, cuối cùng chết thảm. Lâm Uyển Nhi gả cho thủ phụ đại nhân, phu quân đọc quá nhiều sách. Mẹ chồng là quý nữ xuất thân từ gia tộc lớn nên dịu dàng, hiền tuệ đối xử với nàng rất tốt. Tiếc là hạng người như nàng sinh ra đã xấu xa, hư hỏng tận xương. Chú mèo con mẹ chồng thích nhất đứng ở trên tường cao. Rõ ràng nàng có thể cứu nó nhưng lại trơ mắt nhìn nó ngã chết. Mẹ chồng thất vọng về nàng, phu quân chỉ trò chuyện đôi chút với nữ tử quen biết, mà nàng đã ganh ghét, không nhịn được rạch mặt nữ tử đó bị thương. Tân gia, họ ghét bỏ nàng, hiu nàng và đuổi về nhà mẹ đẻ. Một nữ tử bị chồng bỏ, không được nhà mẹ đẻ coi trọng, bị ném vào một sân viện nhỏ rách nát rồi chết vì bệnh. Vậy được rồi, các con chuẩn bị sẵn, 3 ngày sau xuất giá. Sau khi mẹ rời đi, tỷ tỷ siết chặt hôn thư, vành mắt đỏ hoe đi đến trước mặt nàng, vẫn là giọng nói dịu dàng đó. Tỷ ấy nói, muội muội, Ngôn Băng Vân là người rất tốt, muội nên gả cho hắn. Lâm Uyển Nhi nhìn tỷ tỷ tay run rẩy, mắt đỏ hoe. Ta biết chúng ta đều trọng sinh, rõ ràng Lâm Đoá Nhi sợ Lương Vương như vậy, nhưng đời này vẫn bằng lòng gả tới đó. Chẳng những không cướp hôn ước của nàng mà còn khuyên nàng trân trọng thủ phụ đại nhân. Lâm Đoá Nhi, tỷ ngốc thật đó. Lâm Đoá Nhi, về sau ta bị hắn bỏ rồi chết vì bệnh tật trong viện nhỏ ở bên cạnh ngôi miếu nát, ta cũng sống không hạnh phúc. Nàng bình tĩnh nói với Lâm Đoá Nhi, tỷ ấy hơi sững sờ, ngay sau đó vành mắt mờ sương, thoáng chốc không nói lên lời. Đổi đi, chưa biết chừng kết cục sẽ khác. Dĩ nhiên là khác rồi, đời này nàng sẽ không chết, cũng không cho phép Lâm Đoá Nhi mất mạng. Lâm Uyển Nhi cầm hôn ước của tỷ tỷ đi, hôn ước đã định xong, nàng cố chấp muốn gả cho Lương Vương nên mẹ cũng hết cách, đành sắp xếp của hồi môn và chủ trì hôn lễ cho hai tỷ muội. Ngôn Băng Vân tự mình tới đón tỷ tỷ, bộ áo cưới đỏ tươi trên người càng tôn lên phong thái tuấn tú của nam tử. Đẹp trai ghê, hắn là phu quân kiếp trước của nàng, đối xử rất tốt với nàng. Là nàng nợ Ngôn Băng Vân, kiếp trước khi lâm chung, nàng ốm như thế nhưng không ai quan tâm nàng sống hay chết. Chỉ có Ngôn Băng Vân tới thăm, còn tìm đại phu dùng nàng, cho nàng thể diện. Đời này nàng không thể đi gây họa cho hắn, mong rằng hắn và Lâm Đoá Nhi có thể ân ái hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nàng gả cho Phạm Nhàn nhưng hắn không tới rước kiệu hoa của nàng. Người của phủ Lương Vương tới báo Phạm Nhàn bận việc công nên không đến đón nàng được. Nàng thấy nực cười, hắn thì bận việc gì chứ, rõ ràng tối qua còn uống rượu ở thanh lâu, ngủ say như chết không muốn tới rước nàng mà thôi. Đời trước Lâm Đoá Nhi đi theo tên điên độc ác này. Mẹ thấy Phạm Nhàn coi thường Lâm Uyển Nhi, tức giận mắng nàng. Đã bảo con gả cho Ngôn Băng Vân rồi, con không nghe, cứ đòi gả cho Phạm Nhàn, tên đó chẳng coi con ra gì, ngày sau con sẽ hối hận đó. Không sao ạ, mẹ, Lương Vương có công vụ quấn thân, còn không rảnh lo chuyện kết hôn. Hắn nỗ lực như vậy, dĩ nhiên con không thể trách hắn rồi. Nàng mỉm cười an ủi mẹ rồi hớn hở ngồi lên kiệu hoa đi tới phủ Lương Vương. Nhắc tới hối hận, mong là Phạm Nhàn sẽ không hối hận vì cưới nàng mới đúng. Cứ tưởng Phạm Nhàn không tới rước nàng đã rất quá đáng rồi. Nào ngờ lúc bái đường, hắn cũng không tới, mà chỉ có con chó hắn nuôi tới, nó đeo hoa đỏ và bái đường với nàng. Con chó đó nhìn nàng đầy hung ác, nó không thích Lâm Đoá Nhi, còn muốn cắn nàng, khách khứa xung quanh cười chế giễu và thương hại, Lâm tiểu thư phải bái đường với chó. Chết cả cười, Lương Vương đúng là không thích Lâm tiểu thư, để nàng ấy bái đường với chó, đúng là chuyện cười lớn của kinh thành, nếu ta làm Lâm Uyển Nhi thì đã đâm đầu chết ngay tại chỗ rồi. Sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ha 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 ha, họ cười giễu cợt và mỉa mai nàng một cách trắng trợn, hy vọng nàng chết đi. Tay sai vặt của Phạm Nhàn bước tới nói với nàng rằng: "Lâm nhị tiểu thư, vương gia nói ngày ấy mệt quá, không dậy nổi, đó là con chó vương gia nuôi, được ngày ấy cưng chiều nhất. Hôm nay để nó bái đường với Lâm nhị tiểu thư thay vương gia cũng giống vậy thôi. Chủ nhân coi thường nàng, đến cả hạ nhân cũng xem nhẹ nàng như vậy." Trong đáy mắt họ đầy chế giễu, không hề để vương phi chân chính là nàng đây vào mắt. Lâm Uyển Nhi im lặng, ánh mắt nhìn mẹ chồng đang ngồi trên bàn cao cách đó không xa. Mẹ chồng không hề trách Phạm Nhàn sai trái, ngược lại còn thương xót. "Tối qua phu quân của ngươi xử lý công vụ rất trễ, thật sự không dậy nổi, ngươi là phu nhân phải thông cảm cho hắn mới phải. Khách khứa đã tới rồi, bái đường đi, bà ta muốn xa oai phủ đầu với nàng giống Phạm Nhàn." Đến mẹ chồng cũng đã cất lời, khách khứa có mặt ở đó cười rộ lên, hóa ra đời trước Lâm Đoá Nhi đã bái đường với Phạm Nhàn trong tình cảnh này à. Bị người của phủ Lương Vương sỉ nhục như vậy, khi tỷ ấy về nhà cũng chưa bao giờ nhắc tới. Phạm Nhàn không về cùng với tỷ ấy, vành mắt tỷ tỷ đỏ hoe, yên lặng ngồi đó. Khi mẹ hỏi, Lâm Đoá Nhi cười dịu dàng nói:
phu quân rất bận nên không thể về cùng con, lần sau hắn trở lại sẽ về thăm cha mẹ. Khi đám quý nữ cãi cọ với Lâm Uyển Nhi cũng từng nhắc tới, tỷ tỷ ngươi gả đến phủ Lương Vương còn không bằng một con chó. Nàng ta bị nàng đánh rất thảm, Lâm Uyển Nhi tưởng nàng ta chỉ đang nhục mạ tỷ ấy. Nào ngờ những gì đối phương nói đều là sự thật, hôm Lâm Đoá Nhi gả tới phủ Lương Vương là bái đường với chó. Quý nữ kia mới nói tỷ ấy còn không bằng một con chó. Nhưng tỷ ấy chưa từng nói ra, Lâm Đoá Nhi, tiếp này để ta đòi công bằng cho tỷ, kẻ nào bắt nạt tỷ đều phải chết. Mẹ chồng thấy nàng đứng im không động bèn cau mày, không vui thúc giục. Mau bái đường đi, khách khứa đang chờ ăn tiệc rồi. Nàng nhếch khóe miệng, nhìn mẹ chồng, mẹ bắt ta bái đường với chó, ta đã nói rồi, phu quân của ngươi rất bận nên không dậy nổi, để chó cưng của nó bái đường với ngươi cũng vậy cả thôi. Đừng lãng phí thời gian kẻo lỡ giờ lành, mẹ chồng mất kiên nhẫn. Lâm Uyển Nhi thấy thật nực cười, bái đường với chó thì nói gì tới giờ lành, ý mẹ tức là vương gia là chó hả, nên nó mới bái đường với con thay hắn. Đồ láo toét, ngươi nói gì thế, sao lại có thể mắng phu quân của mình là chó. Mẹ chồng bị nàng chọc tức, chỉ vào mũi nàng mà chửi ầm lên. Nàng không nén được cười, ta có chửi đâu, người ta gả là vương gia chứ có phải chó đâu, mẹ không cho vương gia tới đây mà để chó tới bái đường với ta, thế chả phải đang mắng hắn là chó à. Mọi người xung quanh nghe xong ai nấy lại bắt đầu cười rộ lên, họ cảm thấy nàng nói có lý, khác gì Phạm Nhàn đang tự mắng mình. Mẹ chồng thay đổi sắc mặt, nhưng bà ta và Phạm Nhàn muốn sỉ nhục nàng đến cùng. Ngươi đừng có lôi mấy chuyện không đâu vào, mau bái đường đi, phu quân ngươi sẽ không đến. Không đến à, nhất định phải đến, Lâm Uyển Nhi gằn từng chữ. Phạm Nhàn không đến thế không được, nàng không phải là Lâm Đoá Nhi mà xấu xa từ trong bụng mẹ, sao có thể chiều ý họ chứ. Có lẽ con chó kia cảm giác được mẹ chồng bị chọc tức nên nó hùng hùng hổ hổ nhào tới chỗ nàng. Nàng rút một con dao trên người ra đâm thẳng vào cổ nó, máu tươi lập tức bắn tung tóe lên mặt nàng, nhuộm đỏ váy cưới, ngay cả tấm thảm xung quanh cũng toàn là máu. Cảnh tượng khiếp hãi, tiếng chó kêu ăng ẳng, chết rồi à. Thoáng chốc khách khứa hỗn loạn, đám quý phu nhân hét chói tai, Lâm Uyển Nhi giết chó rồi, Lâm Uyển Nhi ngươi lại dám giết con chó đó, nó là chó cưng của vương gia. Mẹ chồng tức giận đứng không vững, bàn tay chỉ vào tay nàng run rẩy, nàng ta đã giết chó cưng của Phạm Nhàn ngay hôm cưới, biết tẩy tiệc cưới, chó cắn chủ nhân dĩ nhiên phải giết. Nàng chẳng để bụng mở miệng nói, láo xược, đúng là hỗn láo. Mẹ chồng hét to, gọi vương gia tới đây. Chẳng mấy chốc, một nam tử mặc áo bó xanh lam vân tường, tay cánh rơi bước nhanh tới. Ngươi giết chó của bổn vương phải giết ngươi. Phạm Nhàn đến rồi, nàng cong khóe môi, ban nãy ta đã nói Phạm Nhàn bắt buộc phải tới. Phạm Nhàn đi đến trước mặt Lâm Uyển Nhi rồi rút kiếm ra muốn giết nàng. Tiếp trước, Lâm Đoá Nhi không giết chó mà ngoan ngoãn bái đường. Dĩ nhiên Phạm Nhàn không giết tỷ ấy, nhưng nàng đã giết chết chó của hắn nên hắn không định tha cho nàng. Người vây xung quanh vừa sợ vừa tò mò liệu Lương Vương có thật sự giết nàng không. Lâm Uyển Nhi đứng im ở đó, khóe miệng mỉm cười, khoảnh khắc Phạm Nhàn chém xuống, nàng chậm rãi cất tiếng. Phạm Nhàn, nếu hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ngươi lập tức xuống địa ngục. Nữ tử điên khùng, miệng lưỡi ngông cuồng, cha ngươi chỉ là một tướng quân, ngươi dám vênh váo ở vương phủ của ta. Phạm Nhàn chẳng thèm để bụng, thế ư, cha ta canh giữ biên cương, nắm binh quyền trong tay, ta là cô con gái ông ấy yêu thương nhất, ngươi nói ta có dám cản rỡ không. Nàng không sợ Phạm Nhàn, được lắm, ngươi gan lắm, hôm nay ta phải giết ngươi, xem cha mẹ ngươi có thể làm gì được ta. Phạm Nhàn lại muốn ra tay với nàng lần nữa, Mưu Sĩ ở bên cạnh hắn đột nhiên chạy tới, vương gia đừng làm bừa. Mưu Sĩ thì thầm bên tai hắn, nhỏ giọng nói, kiếp trước Lâm Đoá Nhi không tranh giành, lòng dạ thiện lương nên vẫn luôn nhẫn nhịn Phạm Nhàn, cộng thêm tỷ ấy ở nhà không được yêu chiều, còn nàng không nhịn nổi, nhớ lại khi ấy cha nàng canh giữ biên cương đã đánh bại Bắc Cương tới quấy giày, tiện thể giành được hai tòa thành có thêm 15 vạn thiết kỵ, 50 vạn đại quân. 15 vạn thiết kỵ, nhiều thế cơ à, hễ cha nàng sinh lòng riêng có thể đánh thẳng tới phương Bắc đến tận kinh thành, đánh đổi kinh thành này để lấy một người. Nàng là con gái được cha mẹ cưng chiều nhất, Phạm Nhàn nào dám động vào nàng. Phạm Nhàn nhìn Mưu Sĩ rồi lại ngó sang nàng, sắc mặt hơi thay đổi, vương gia, vương khi chỉ giết một con chó không nghe lời thôi chẳng là gì cả, tương lai ngài còn phải chung sống với vương phi, không thể sinh ra mâu thuẫn gì vì chuyện còn con này. Mưu Sĩ nhẹ giọng nói, thôi bỏ đi, một con chó mà thôi, bổn vương không so đo với ngươi. Ngoằn miệng Phạm Nhàn nói, thật ra vẫn cố kỵ binh quyền trong tay cha nàng. Hắn xoay người định đi, Lâm Uyển Nhi ngăn hắn lại, vương gia còn chưa bái đường đâu, ngươi muốn đi đâu, ngươi giết chết chó của bổn vương còn muốn bái đường với ta à? Bổn vương đã không so đo với ngươi, muốn ta bái đường với ngươi, nằm mơ. Nàng đã làm Phạm Nhàn bẽ mặt còn ép hắn bái đường, càng làm hắn mất mặt hơn. Nàng cong môi đi tới cách đó không xa, đi tới chỗ thừa tướng tân nhiệm Hạc Thành Châu đang hóng hớt, nếu vương gia dám đi thì ta sẽ bái đường cùng thừa tướng, làm thừa tướng phu nhân. Hạc Thành Châu vốn còn đang tươi cười lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin chừng mắt với nàng. Lâm Uyển Nhi, ngươi điên à, Lâm Uyển Nhi ngươi điên rồi. Hạc Thành Châu và Phạm Nhàn cùng lên tiếng, nhất là Phạm Nhàn suýt nữa đã tức điên, tại hôn của mình mà tân nương lại muốn gả cho thừa tướng, làm hắn mất sạch thể diện. Nàng chỉ im lặng mỉm cười nhìn hai người họ. Phạm Nhàn vẽ mặt nhưng không dám đi, lúc này hắn coi như đã hiểu ra, chuyện gì nàng cũng có thể làm được, nếu hắn đi rồi Lâm Uyển Nhi thật sự dám bái đường với Hạc Thành Châu. Hạc Thành Châu không dám ở lại thêm một phút nào, lén chuồn mất. Hừ, đúng là nhát gan. Phạm Nhàn sầm mặt, khi sắp bái đường với nàng ta không bằng lòng, về thẳng phòng tân hôn đi, hắn muốn bái đường thì bái, không muốn bái thì thôi. Đừng hòng, ban đêm Phạm Nhàn định làm lơ nàng, kiếp trước nghe Dung Mama nói Phạm Nhàn không trở về phòng tân hôn, Tâm Đoá Nhi chờ hắn suốt đến khi trời sáng, thật sự ngốc quá. Phạm Nhàn không đến, hắn đừng hòng tới phòng tân hôn này nữa. Người đâu, tiểu thư, trong sân là nha hoàn và thị vệ bồi gả theo nàng tới đây.
tất cả đều nghe lệnh nàng. Vương gia không chịu về phòng tân hôn chắc chắn không muốn ở cùng ta. Chúng ta không thể để chịu vương gia ấm ức được, ném hết đồ đạc của hắn ra ngoài. Lâm Uyển Nhi ra lệnh cho nha hoàn và bà tử. Vâng, tiểu thư. Họ không chút do dự ném hết đồ đạc của hắn. Khi Phạm Nhàn nghe thấy tin này, tức điên chạy tới sân viện của nàng. Nhưng nàng đã ngủ từ lâu, ngoài cửa là ám vệ bồi gả mà mẹ cho nàng, họ không để hắn đi vào. Lâm Uyển Nhi, ngươi cút ra đây cho bổn vương. Nàng không để ý tới hắn. Phạm Nhàn bị mưu sĩ gọi đi. Vương gia, phải lấy đại cục làm trọng, chúng ta còn trông chờ vào binh quyền của nhà họ Lâm. Lâm Uyển Nhi, sớm muộn gì bổn vương cũng giết ngươi. Phạm Nhàn tức không chịu nổi, chửi ầm ĩ rồi rời đi. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Nhi còn chưa mở mắt, Dung Mama dạy quy củ đã gọi nàng dậy. Tiểu thư chúng ta còn chưa dậy, nha hoàn Ngụy Nhị ngăn bà ta lại. Dung Mama cười giễu cợt, ở vương phủ này, vương phi phải dậy sớm hầu hạ bên cạnh lão vương phi. Đâu phải muốn ngủ là ngủ, mau dậy đi, lát nữa lão vương phi không thấy người sẽ giận dữ đó. Ngụy Nhi không cam lòng, bên chỗ lão vương phi lắm người hầu hạ như vậy, cần gì phải hành hạ tiểu thư, với cả tiểu thư là con dâu mới, đâu có lý nào vừa tới đã bị bắt nạt, con dâu mới nên cần lập quy củ, nếu ngươi còn lắm lời thì ta sẽ sai người đánh và bán ngươi đi. Dung Mama ở bên cạnh lão vương phi, dĩ nhiên sẽ không khách sáo với nha hoàn của nàng. Giờ ta dậy đây, Lâm Uyển Nhi nói với Dung Mama ở bên ngoài. Dung Mama nghe xong cực kỳ hài lòng. Vương phi mau lên chút, đã trễ rồi. Nhụy Nhi bĩu môi còn muốn nói gì đó nhưng bị nàng đè tay lại, bảo Nhụy Nhi hầu hạ mình trải gội, thay quần áo. Nàng đi thẳng tới chỗ lão vương phi. Kiếp trước họ bắt nạt Lâm Đoá Nhi như vậy, kiếp này dĩ nhiên nàng phải đòi lại công bằng thay tỷ tỷ. Khi nàng đi vào, lão vương phi vừa tỉnh dậy, Dung Mama lập tức đặt chậu rửa mặt vào tay nàng, mời vương phi hầu hạ lão vương phi trải gội. Nàng nhận lấy chậu rồi liếc bà ta, khóe môi hiện lên ý cười. Mẹ chồng, bên cạnh mẹ nhiều người như vậy mà chẳng ai được việc, đến trải gội mà cũng không biết. Để sau con thay người giúp mẹ. Ngươi có ý gì? Họ đang dạy ngươi chăm sóc mẹ chồng như nào, chứ không phải không biết. Lão vương phi trừng mắt với nàng, nàng ồm tiếng. Nhưng trước khi ta xuất giá, mẹ đã dạy rằng phải quản lý việc ăn uống, kinh doanh gia sản như nào, chứ chưa từng dạy công việc của hạ nhân. Láo xược, ngươi hiểu gì chứ? Vương phủ lắm quy củ, dĩ nhiên phải học rồi. Lão vương phi sầm mặt, học hành cho tử tế, học không xong thì đừng trách ta không khách khí. Vâng, mẹ chồng, nàng quy củ đúng mực, trông cực kỳ nghe lời. Sắc mặt bà ta mới dịu bớt để người bên cạnh hầu hạ mặc áo. Chờ bà ta mặc xong, Lâm Uyển Nhi bỗng trượt chân, chậu nước trong tay cứ thế hất thẳng lên người mẹ chồng. Á, Lâm Uyển Nhi, ngươi chán sống rồi hả? Mẹ chồng kêu lên chói tai, cả phòng trở nên hỗn loạn. Ôi trời, con xin lỗi, mẹ à, con thật sự quá bất cẩn rồi. Mẹ xem, con đã nói chưa từng học công việc của hạ nhân mà mẹ không tin. Giờ làm thế nào đây? Lâm Uyển Nhi lo lắng hỏi bà ta. Mẹ chồng tức giận đến mức run người. Thục cẩm, bộ này là thục cẩm, là nguyên liệu được hoàng cung ngự ban. Mỗi một tấc thục cẩm là một tấc vàng chế tạo thành y phục, lại tốn biết bao tiền bạc và nhân lực, sao lão vương phi không sót cho được, quý thế cơ à? Nàng cảm thán, bà đúng là đáng đời, Lâm Đoá Nhi đã sống đủ 3 năm dưới sự chèn ép như vậy. Nhìn mụ già ác độc hung hăng thế chắc chắn từng đánh chửi Lâm Đoá Nhi. Tỷ ấy trở về chưa từng kể ra, chỉ nói mẹ chồng đối xử với mình rất tốt. Tốt cái rắm, gọi vương gia tới đây, bảo nó hiu Lâm Uyển Nhi, bỏ ngay cho ta. Mẹ chồng tức giận đến run người. Khi Phạm Nhàn bị gọi tới nhìn thấy cả người mẹ mình đều là nước, lớp trang điểm cũng chảy hết, tóc tai bù xù chật vật vô cùng. Ngươi làm à? Hắn nói năng không rõ. Nàng chẳng bận tâm, mẹ chồng chỉ vào nàng và nói với Phạm Nhàn, bỏ nữ tử này cho mẹ, kệ nàng ta có ra thế tốt cỡ nào cũng bỏ ngay cho mẹ. Nàng đứng đó nhàn nhãn chờ đợi, khá tốt, để Phạm Nhàn khỏi biến nàng thành huyết nô, chữa bệnh cho ánh trăng sáng của hắn. Phạm Nhàn thở dài, mẹ đừng chọc nàng ta, việc của hạ nhân cứ giao cho hạ nhân làm, mẹ chọc nàng ta làm gì? Còn có ý gì? Mẹ chồng ngạc nhiên nhìn Phạm Nhàn, hắn xấu hổ nhỏ giọng nói, không bỏ được, thật sự không thể bỏ được à? Đồ vô dụng, sao mẹ lại một đứa vô dụng như con vậy? Mẹ chồng tức giận đến độ đập chiếc ly lên người con trai và mắng hắn vô dụng. Trách hắn không dám bỏ nàng, hắn không bỏ Lâm Uyển Nhi được. Tờ Phạm Nhàn đi theo ngũ hoàng tử, tương lai phải phò tá đối phương, cần nhà nàng làm chỗ dựa. Đời trước hắn hành hạ Lâm Đoá Nhi là vì cưới tỷ ấy xong mới biết tỷ ấy không được cưng chiều. Giờ mưu sĩ của hắn đã điều tra nàng, biết được nàng được cha mẹ nâng niu, mẹ chồng bị chọc tức đến ngất xỉu. Lâm Uyển Nhi và Phạm Nhàn rời khỏi viện của mẹ chồng, hắn trịnh trọng nói với nàng, giờ ngươi đã là vương phi của bổn vương, ở trong vương phủ không ai dám bắt nạt ngươi, nhưng ngươi cũng đừng gây chuyện, nếu không ta không khách sáo đâu, xem tâm trạng ta đã. Phạm Nhàn bị Lâm Uyển Nhi lăn lộn cũng sợ rồi, mới bắt đầu thôi, sao nàng để hắn sống tốt được. Phạm Nhàn chừng nàng rồi đứng dậy rời đi. 3 ngày sau về nhà mẹ đẻ, Phạm Nhàn vốn không muốn về cùng nàng, hắn ngủ ở Túy Xuân lầu, nuôi dưỡng ánh trăng sáng của hắn ở đó, chỉ chờ khoảng thời gian nữa sẽ đưa người ra ngoài rồi lại đón về phủ. Kiếp trước Phạm Nhàn không hồi môn cùng Lâm Đoá Nhi, mà một mình tỷ ấy trở về, mẹ mắng tỷ ấy vô dụng, không quản nổi tướng công của mình. Lâm Đoá Nhi chỉ cúi đầu im lặng, yên tĩnh nghe mẹ chửi. Chẳng ai biết tỷ ấy phải sống khổ sở thế nào ở phủ Lương Vương. Khi Phạm Nhàn bị Lâm Uyển Nhi bắt về ném lên xe ngựa, cả người tức đến phát run. Lâm Uyển Nhi, là dạo này bổn vương nể mặt ngươi quá rồi, nên ngươi mới cản rỡ như vậy. Nàng nhìn hắn chằm chằm, chẳng cho là đúng. Thật ra ta cũng không muốn về cùng ngươi, nhưng về nhà, ngươi không đi, cha mẹ ta sẽ mất mặt, thế thì mắc mớ gì tới ta? Ngươi tự đi về, hôm nay ta bận. Phạm Nhàn sầm mặt, ánh trăng sáng của hắn sinh nhật, sao hắn có thể vắng mặt chứ? Được, hôm nay ngươi không về, ta bảo người đến Túy Xuân lầu đánh chết nữ tử đó. Ngươi dám? Phạm Nhàn nghiến răng, ngươi xem ta có dám hay không? Nàng nghênh đón ánh mắt hắn, Liễu tiểu thư là con gái của tội thần, ngươi tưởng rằng tẩy trắng cho nàng ta rồi tương lai rước vào vương phủ làm thiếp là hết à? Đúng là vọng tưởng, ta đánh chết nàng ta rồi vào bẩm báo với hoàng thượng.
Đến lúc đó, hoàng thượng còn khen ta làm tốt cơ. Phàm Nhàn suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, hắn không ngờ nàng đã tra ra thân phận con gái của tội thần của Liễu Như Yên. Dĩ nhiên hắn không dám để lộ Liễu Như Yên. Lâm Uyển Nhi, ta là tướng công của ngươi, hại chết ta thì ngươi được lợi gì chứ? Phàm Nhàn hận đến ngứa răng, nàng nhìn sơn móng tay trên ngón tay, ta và ngươi chưa bái đường thành thân thì tính là tướng công gì chứ? Với cả ngươi chết rồi, vừa hay ta có thể gả cho Hạc Thành Châu. Lâm Uyển Nhi, có phải trước đó ngươi đã âm thầm thông đồng với Hạc Thành Châu? Dù Phàm Nhàn không thích nàng nhưng cũng không chấp nhận nổi việc nàng cắm sừng hắn. Nam tử ấy mà, ta có thể không yêu ngươi nhưng ngươi không được chạy theo người khác. Ngươi không quản được, ngoan ngoãn theo ta về nhà, mạng của Liễu Như Yên đang nằm trong tay ngươi đó, ngươi mà xuống xe thì ta giết ngươi. Nàng giơ tay làm động tác dao cắt cổ, Phàm Nhàn chỉ ước gì bóp chết nàng. Còn ả độc ác nhà ngươi, chung quy con người hay có điểm yếu. Phàm Nhàn không dám ra tay mà ngoan ngoãn theo nàng hồi môn. Lúc họ về, Lâm Đoá Nhi đã trở lại cùng với Ngôn Băng Vân. Tỷ ấy mang rất nhiều quà tặng cho mẹ, thái độ của mẹ với tỷ ấy hờ hững, tuy khách sáo nhưng là do nể tình thủ phụ Ngôn Băng Vân. Những thứ này là đồ bổ con chuẩn bị cho mẹ, có nhân sâm, lộc nhung, còn có một ít bột trân châu uống được. Được rồi, con có lòng rồi, mẹ bảo mama nhận lấy rồi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nét mặt Lâm Đoá Nhi bình tĩnh như thể đã quá quen thuộc. Trái lại Ngôn Băng Vân tinh tế siết tay nàng ấy như đang an ủi. Hắn quả nhiên là một người dịu dàng, kiếp trước nàng ác độc như vậy mà hắn vẫn đối xử dịu dàng với nàng, bảo vệ nàng khắp nơi. Ngôn Băng Vân là một người tốt, hợp với Lâm Đoá Nhi hơn. Họ sống hạnh phúc cũng là chuyện tốt. Muội muội, muội trở về rồi. Lâm Đoá Nhi trông thấy nàng, đáy mắt mang ý cười. Nàng ấy lo lắng xoay xung quanh nàng, thấy nàng vẫn êm đẹp, bấy giờ mới yên tâm. Khoảng thời gian này, chắc Lâm Đoá Nhi đang lo lắng cho nàng. Họ có đối xử tốt với muội không? Lâm Đoá Nhi hỏi nàng. Lâm Uyển Nhi còn chưa lên tiếng thì Phàm Nhàn đã bước tới, xa sầm mặt. Đâu ai dám đối xử tệ với nàng ta. Nàng ta quậy cho vương phủ của ta gà bay chó sủa, động một tí là muốn giết người, đúng là kẻ chuyên gây rối. Hắn ta bị chọc tức điên chỉ vì nàng muốn giết Liễu Như Yên. Lâm Đoá Nhi trông thấy Phàm Nhàn không khỏi hơi bất ngờ. Đời trước hắn không theo nàng ấy về nhà mẹ đẻ, đời này lại về cùng muội muội. Hắn từng hành hạ Lâm Đoá Nhi, tỷ ấy hơi sợ hắn nên trốn ra phía sau. Ngôn Băng Vân lập tức nhận thấy gì đó, bèn bước lên trước đỡ Lâm Đoá Nhi. Nương tử, hai ta đi dạo quanh trong sân nhé. Vâng, hai người cùng nhau rời đi. Phàm Nhàn nhìn dáng vẻ dịu dàng của Lâm Đoá Nhi không khỏi hơi hối hận. Ngươi xem tỷ tỷ ngươi dịu dàng biết bao, ngươi nhìn lại mình xem, một ả độc ác, cùng là tỷ muội sao lại khác biệt như vậy? Sớm biết thế ta cưới Lâm Đoá Nhi mà không lấy ngươi. Nàng quay đầu nhìn hắn chăm chú. Đời trước hắn đã từng lấy Lâm Đoá Nhi rồi, nhưng hắn đã làm gì chứ? Tay vò Lâm Đoá Nhi sống không bằng chết, từ trên xuống dưới ai nấy đều bắt nạt tỷ ấy, thậm chí ngay cả Mã Nô cũng dám bắt nạt Lâm Đoá Nhi. Không những thế, hắn còn bắt Lâm Đoá Nhi làm huyết nô để chữa bệnh cho Liễu Như Yên. Hối hận rồi, nếu ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, ta cho người đi cắt lưỡi Liễu Như Yên đấy.